Men vi sinh khác gì men tiêu hóa? Men vi sinh, men vi sinh là gì? Men vi sinh là chế phẩm có chứa các vi sinh vật có lợi hay còn gọi là lợi khuẩn. Khi vào đường tiêu hóa, men vi sinh sẽ cải thiện cân bằng của hệ tạp khuẩn đường ruột và mang lại lợi ích cho sức khỏe người dùng. Men vi sinh còn được gọi là probiotic. Trong ruột già luôn tồn tại các loại vi khuẩn thường trú. Ngoài vi khuẩn gây bệnh còn có vi khuẩn có ích hay còn gọi là lợi khuẩn. Lợi khuẩn giúp tiêu hóa thức ăn, tạo hệ sinh thái cân bằng trong đường ruột và bảo vệ ruột già. Lợi khuẩn giúp lên men thức ăn, sản xuất axit lactic, axit hóa đường ruột, ngăn sự phát triển quá mức của vi khuẩn có hại, hạn chế nhiễm khuẩn đường tiêu hóa, khắc phục loạn khuẩn đường ruột, giúp cho hệ miễn dịch đường ruột hoạt động hiệu quả hơn. Men vi sinh được chỉ định cho bệnh gì? Men vi sinh được chỉ định khi sự mất cân bằng hệ tạp khuẩn đường ruột bị xáo trộn, dẫn đến rối loạn tạp khuẩn, thường gặp ở bệnh nhân điều trị kháng sinh kéo dài, biểu hiện loạn khuẩn đường ruột đi ra ngoài phân sống, tiêu chảy, khó tiêu, chướng bụng, v.v. Hiện nay phần lớn men vi sinh trên thị trường thuộc loại thực phẩm chức năng như Amino Enzyme Gold, Antibio, Bioasimin, Probio, Lactomin, v.v. Tuy nhiên vẫn có nhiều sản phẩm men vi sinh chứa hàm lượng lợi khuẩn cao, vì vậy khi sử dụng phải tuân thủ theo hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất hoặc bác sĩ điều trị. Trong trường hợp men vi sinh sử dụng các chủng vi khuẩn không thường trú trong đường ruột thì không được sử dụng lâu dài. Lưu ý khi sử dụng men vi sinh, không sử dụng men vi sinh trong viêm tụy cấp, phẫu thuật ruột. Uống men vi sinh sau kháng sinh khoảng 2 tiếng, tránh việc vi khuẩn có lợi vô tình bị kháng sinh tiêu diệt. Không pha men vi sinh với nước sôi. Pha xong nên uống ngay, không để quá lâu khiến vi sinh vật sẽ bị chết hoặc không có tác dụng. Men tiêu hóa là gì? Men tiêu hóa khác gì men vi sinh? Có thể thấy men vi sinh là tập hợp các vi khuẩn có lợi, trong khi đó men tiêu hóa lại là men do chính các tuyến trong cơ thể tiết ra giúp tiêu hóa thức ăn, ví dụ như tuyến nước bọt, bài tiết alpha amylase, phân giải tinh bột đã nấu chín thành các đường maltose, dạ dày tiết axit glyceric và các men pepsin lipase, trong đó pepsin có tác dụng tiêu hóa từ 10 đến 20% chất đạm từ thức ăn, lipase có tác dụng yếu tiêu hóa chất béo đã nhũ tương hóa như chất béo của sữa trứng. Men tiêu hóa được bài tiết từ tụy, chứa đầy đủ các men tiêu hóa, chất đường bột, chất đạm và chất béo. Men tiêu hóa tinh bột của tụy là alpha amylase, có cấu trúc giống men của nước bọt, nhưng tác dụng mạnh hơn nhiều lần. Tiêu hóa được tinh bột chín và tinh bột sống. Men tiêu hóa chất đạm của tụy gồm trypsin, chymotrypsin. Các men lipase của tụy giúp tiêu hóa mỡ. Sau khi mỡ được nhũ tương hóa nhờ muối mật, các tế bào biểu mô của niêm mạc ruột cũng có tiết ra một số men tiêu hóa để phân giải chất dinh dưỡng, chất bột, chất đạm và chất béo. Ở giai đoạn cuối hình thành những phân tử đơn giản để hấp thu qua thành ruột vào máu. Men tiêu hóa được chỉ định khi nào? Men tiêu hóa được các bác sĩ chỉ định cho bệnh nhân thiếu men tiêu hóa như người bị ngộ độc thực phẩm, người thường xuyên bị stress, người dùng bia rượu kéo dài, bệnh nhân dùng thuốc nhất là kháng sinh, việc tiếp men bị hạn chế, thức ăn không tiêu hóa tốt dẫn tới đầy bụng, khó tiêu và tiêu chảy. Đối với người mới ốm dậy có thể lực yếu nên dùng men tiêu hóa để việc tiêu hóa được bình thường, giúp cơ thể hồi phục nhanh hơn. Trường hợp bệnh nhân hay bị rối loạn tiêu hóa, bụng ậm ạch, ăn lâu tiêu, việc bổ sung một ít men tiêu hóa cũng sẽ có lợi. Lưu ý khi sử dụng men tiêu hóa, nếu lạm dụng và dùng kéo dài men tiêu hóa có thể gây tác dụng ngược lại. Lượng men tiêu hóa được cung cấp từ bên ngoài quá nhiều, gây ức chế các tuyến bên trong cơ thể, dẫn tới giảm tiết men tiêu hóa nội sinh. Men tiêu hóa trên thị trường hiện tại gồm các men như pepsin, trypsin, pancreatin hoặc cả alpha amylase và papain. Tuy nhiên cần lưu ý khi uống các loại men tiêu hóa không được dùng chung với các thuốc kháng axit, thuốc trị viêm loét dạ dày, thực quản, tá tràng nói chung vì sẽ bị vô hiệu hóa tác dụng của men. Men tiêu hóa và men vi sinh có dùng chung được không? Trên thực tế men tiêu hóa và men vi sinh là sự hỗ trợ thiết thực trong điều trị bệnh tiêu hóa. Bác sĩ có thể chỉ định cả hai loại men này cùng một lúc nếu người bệnh thiếu hụt cả hai. Việc sử dụng không đúng hoặc lạm dụng bất kỳ loại men nào cũng có thể tiềm tàng những nguy cơ bất lợi cho sức khỏe. Tốt nhất bệnh nhân nên sử dụng khi cần thiết hoặc được sự hướng dẫn của nhân viên y tế. Nếu các mẹ có bất kỳ thắc mắc nào hãy comment ở phía dưới nhé, hoặc gọi vào hotline 0918884666 hoặc 0978166929 để nhận được tư vấn từ bác sĩ Hương. Nhớ like và đăng ký kênh nếu mẹ thấy hay và nhận được nhiều kiến thức bổ ích mỗi ngày.